Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Tối ngày hôm nay chúng ta gặp lại một tác giả rất là thân quen, cô Lê Nguyệt. Chúng ta vừa kết thúc một chặng hành trình đầy cảm xúc của Tú Tài Ma Phá Án. Xa hơn nữa là có cụ ma Địa Dứa, để lại được rất nhiều những ấn tượng trong lòng của quý bà con khán thính giả. Ngày hôm nay trong lần trở lại này, cô Lê Nguyệt gửi đến một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề là Làm Bạn Với Ma. Một tập truyện cũng rất là dễ thương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Cụ Tốn năm nay 108 tuổi. Trên quỹ ban cấp tiền người cao tuổi cho bà cũng đã 20 mấy năm. Nhưng cụ đâu có quan tâm gì tới số tiền đó. Tới tháng con cháu đi lãnh cho cụ, về cũng bỏ chung vô cái hộp. Cụ thiếu gì tiền, tụi nhỏ cho hoài xài không có hết. Vấn đề ở chỗ là tuy tuổi tác là như vậy, nhưng cụ còn mạnh khỏe minh mẫn lắm. Đi bộ ra chợ mua đồ ăn về tự nấu cơm cũng được đó. Nhưng dễ gì tụi nó cho cụ đi một mình. Cứ hễ cụ bước chân ra ngoài là đám con nít đi theo cả chục đứa, xếp hàng dài sọc chứ không có chen lấn nhau. Cụ thấy phiền quá cho nên thôi không đi nữa, gửi mấy đứa cháu dâu nó mua giùm. Cụ có nhiều con, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có 3 đứa. Vậy nên cụ đôn thứ tự lên luôn. Hai chàm lớn hơn ba Lục 10 tuổi, ba Lục lớn hơn Út Lam 12. Nên khi hai chàm qua đời ở tuổi 83 thì ba Lục cũng chỉ mới 73, Út Lam đã bước qua 60 mùa thu lá rụng. Trước Út Lam có chị nó tên Đào, nhỏ này mới sanh được thằng con trai thì chết ở tuổi 23. Rồi nhà chồng nó giao thằng nhóc lại cho cụ. Bây giờ cũng có vợ có con rồi, nhưng nó mần việc ở trên tỉnh. Chủ nhật nào cũng chở vợ con về ăn cơm với bà ngoại. Nó không có thèm nhìn bên nội, tại vì đã bỏ rơi nó. Cụ tính sau này cái nhà này sẽ để lại cho thằng Điền, cũng là nó đó. Ông cụ Tốn thì mất lúc mới có 60. Bà hay nói với ba Lục: tụi bay giống thằng cha bay hết sức à. Mới bay nhiều tuổi mà bệnh hoạn tùm lum. Coi má nè, mạnh trần, muốn bệnh cũng khó à. Trời đất ơi, thu hồi liền đi má ơi, nói chuyện gì mà nghe xui rủi quá. Chớ không lẽ tao sống hoài rồi ngó tụi bay chết hết hả? Giờ còn có mày với con Út, ráng sống với tao chứ. Thì giờ má còn mấy đứa cháu đó chị? Trời ơi, tụi nó chắc chắn nói chuyện với tao lắm à. Kêu tao có mấy chuyện nhắc đi nhắc lại hoài. Đám con cháu lớn, chỉ có thằng Điền nó chịu nghe tao nói chuyện, nên tao thương nó hơn hết thảy à. Đứa nào cạnh anh tao ché đầu. Ủa chứ mấy đứa cháu cố cũng thương má vậy mà. Nó bắt tao kể chuyện cười à. Nhưng mà chuyện đâu ra mà kể hoài, làm tao suy nghĩ đặt chuyện muốn nát cái óc của tao. Cũng có chuyện kể ra, mà chớ đứa nào nó hì một tiếng gì á, riết rồi nản chứ mày. Tại má không biết đó. Mấy đứa cháu cố của má, tụi nó mê má lắm, đi đâu cũng khoe là bà cố tao hiểu biết hết sải luôn à. Chuyện xưa chuyện này cố nhớ cố kể lại danh dách, mà cố kể nghe hấp dẫn mắt nghe lắm à. Thôi bớt nịnh đi mày, đừng nói cho tao mát cái bụng mẹ. Tụi bay không, sắm điện thoại cho nó, rồi tối ngày chúi đầu vô mấy cái đó, rồi chuyện giảng gì nữa. Ôi thì thời nào mình theo thời đó mà má. Thì cũng tại có thằng cha, thằng ông nội, ông ngoại như mày suy nghĩ như vậy, nên con nít bây giờ nó không có vô tư như hồi trước. Tao nói thí dụ mấy cái trò như quánh trống, bắn cù ly, kéo co, nhảy dây thung, quánh đũa, hay là tụi mày chơi bán tiệm xài tiền bằng lá cây đó. Bây giờ mà tao đem ra tao kể tụi nó nghe, nó tưởng tao kể chuyện thần thoại gì đâu không à.
Bởi vậy hai đứa con của thằng Điền ở với tao. Tao không cho chơi điện thoại. Thấy nó học giỏi ác liệt không? Nó lại thích nói chuyện với tao nữa. Hỏi sao tao không cưng nó? Không thiên vị tụi nó được ha? Ba Lục nhìn má mình, từng tuổi này rồi mà còn má. Ông thấy hạnh phúc dữ lắm, nên lúc nào ông cũng muốn bà vui vẻ bên con cháu. Mà má ông bây giờ như lão ngoan đồng vậy, chỉ khoái chơi với con nít thôi. Cụ thích đám nhóc nhỏ gom lại. Nhà cụ hồi nào cũng có kẹo bánh cho tụi nó ăn, để nghe cụ kể chuyện đời xưa, chuyện ma. Mà chuyện ma của cụ á, thì đa phần là cụ nghe người ta kể lại, hoặc cụ từng trải qua, từng chứng kiến. Nhưng mà hãy kể ra thì tụi nhỏ cười rân. Chắc tụi nó nghĩ cụ đặt chuyện. Trời ơi, ai mà lại đặt chuyện ma đi nhát con nít chứ. Nếu có đặt thì cụ chỉ đặt chuyện cười thôi. Mà mới đầu tụi nó còn cười, sao không có đứa nào cười nữa. Chỉ kêu cụ kể chuyện ma hồi xưa hồi nắm cho nghe. Cụ kể hồi xưa cụ là con gái của ông Hương Cả, cũng là tiểu thư khuê cát đó. Cha gả cụ cho ông Tốn, vốn là con trai của người bạn chí cốt đã qua đời của cha. Được cái thân sinh của ông Tốn giỏi thần sầu, có mấy mẫu đất thôi mà lúa thóc nhóc nhà. Ông Tốn là người hiền hậu, được cha má cụ thương giữ thần. Mấy anh chị cụ ai cũng quý mến ổng. Nghe nói chẳng biết chuyện chi mà cha chồng của cụ bị bắt đài ra hải đảo. Lúc được minh quan trở về thì gia đình xuống cấp rồi. Chừng đó anh em của ông Tốn mạnh ai nấy bung ra tìm đường sống. Ông Tốn buông cái này bắt cái kia, chèo chống nuôi vợ với một bầy chín đứa con. Rời rớt hết chỉ còn có ba đứa. Cụ ngó sáu đứa ra đi trên tay mình mà ruột thắt từng cơn, đau lòng không kể xiết. Nhưng mà phải ráng sống để lo cho mấy đứa còn lại. Cụ ông lao động vất vả cả một đời, nên mới 60 đã theo ông theo bà. Không biết là ông trời thương hay là ghét cụ, mà cho cụ chứng kiến bao nhiêu người chết rồi mà bản thân mình vẫn mạnh đùng. 108 tuổi mà không có mắc cái chứng bệnh nền gì trong mình trong mẩy. Nhiều đêm nằm nhớ người này người kia đã đi qua trong đời mình, cụ lại sợ hai đứa con của mình sắp tới sẽ đi trước mình, thì rầu hỡi ơi. Bộ cụ thành quỷ rồi hay sao mà sống hoài không chết vậy chứ? Ngày mơi là đám giỗ của ông cụ Tốn, con cháu gom về lũ khủ. Nhưng cụ nhớ tên không sót một đứa nghe. Chẳng những nhớ tên mà cụ còn biết đứa nào thích cái gì nữa mới ghê. Ta nói mấy khi như vậy cụ vui ôi thôi. Mấy cháu dâu đi chợ mua sắm về nấu nướng, cụ chỉ có việc chờ sắp nhỏ bài mâm ra rồi lên đốt nhang khấn vái mà thôi. Bởi vì cụ bận lắm, bận chơi với mấy đứa nhỏ, nó bù kính cụ hết trọi. Vậy là cụ lại ca bài ca muôn thuở của mình, như là hát ru con mỗi ngày vậy. Thế nhưng tụi nhỏ nó thích mê. Tụi nó còn dụ cụ chơi quýnh bài cào ăn tiền, bắt cụ làm cái. Hễ ăn thì thôi, mà thua thì lại nhóc nhôi đòi lại. Chơi chán thì kêu cụ kể chuyện ma. Tụi nó gợi ý cụ kể, chứ không phải là cụ muốn kể đâu nghe. Nó hỏi như vậy thì sao không kể được. Cô cốt, con nghe nói hồi trước á, mấy ông bà chơi chung với ma hả cô ha? Cô không sợ ha? Ma mà chơi chung cái gì? Cụ thích chí, ngồi xuống cái chiếu trải ở sân trước. Trời cũng chạng vạng rồi, có trăng non nên khung cảnh nghe chuyện ma nó cũng hấp dẫn lắm. Đám nhóc bù kính, mấy đứa nhỏ hơn thì chồm hôm ở trong lòng cụ, ngước cổ lên lắng nghe. Cụ tằng hắn mấy tiếng rồi hạ giọng cho nó âm u một chút để tạo không khí. Sợ muốn chết chứ ai nói không sợ mày. Nhưng mà cũng đâu thể không chơi chung được. Hồi đó ma lộng hành dữ, nhưng mà hiền khô hả, không có hại ai hết trơn. Lại hay giận lấy nữa nghe. Họ rủ mình chơi mà mình không chơi nha, là họ ngồi đâu khóc đó, dỗ hoài không nín luôn. Cho nên cứ vậy và chơi hoài. Cái tới lúc mình chán, mình không biết mần sao để nghỉ, năn nỉ họ cho xin về. Có khi họ cho, có
có khi không. Sau này người lớn bại nè, là mình đem theo cái cây roi dâu mình giấu ở đâu đó đó. Chừng mình muốn dìa cái mình rút ra mình quơ đại. Họ sợ họ chạy thì mình dìa. Nhưng mà sau đó cũng cực cả nhen. Năn nỉ thấy ông bà ông giải luôn á. Tại họ giận rồi. Ủa sao mình biết ma giận hả cô? Thì hễ tối lợi á, chỗ nào cũng thấy nó ngồi một đống, chầm dầm chù ụ. Hỏi mà không thèm trả lời là biết rồi. Ờ, ngộ ha. Vậy rồi sao họ hết giận cô? Thì năn nỉ chứ sao. Ba bốn đứa theo năn nỉ từng con muốn gãy lưỡi à. Rồi hứa hẹn từ rài sắp tới không chơi xấu vậy nữa, nó mới chịu bỏ qua. Mà họ không đi đầu thai hả cô ha? Ai biết. Chỉ nào thấy mất tiêu là biết đầu thai rồi. Nhưng mà mất con này thì lại có con khác thôi. Có điều toàn ma hiện hà. Ban đêm mình đi soi cá đó, trời tối hù, cái ma hiện lên làm cục lửa nhấp nháy rọi đường cho người ta đi về nhà luôn á. Thấy ghê chưa? Thằng Tí, cháu nội của hai Chàm, chán nghe nó đứng dậy nói. Chuyện ma cố kể không ớn gì hết trội à. Con thích chuyện ma trên YouTube á, nghe sởn ốc luôn. Ma của cố thấy kỳ kỳ. Rồi bây giờ mà tao kể cho bay nghe cái chuyện này, bay không ớn tao nghĩ kể luôn. Cụ kể có cái đình làng kia, hồi đó quan sơ lắm, đồ đạc trong đình ngó thấy bình thường, vậy chứ mà giá trị dữ tợn. Có mấy cây đao bằng đồng thau, coi cũ mềm, nhưng mà lúc cúng đình các bô lão chùi lên sáng giới. Hai bộ lư đồng, hai cặp long phụng cũng bằng đồng, giá trị rất lớn. Mà đình thần hồi đó không có rào chung quanh như bây giờ, để cho dân chúng lỡ đường, ai ghé ngang nghỉ ngơi cũng được. Bữa nọ có thằng kia bài bạc sau đó, thua trái túi, mới nảy ra ý đồ xấu. Lén vô đình chơm hai cây đao, bỏ vô cái bao bố tời, quấn lời kín mít, tính giác ra ngoài bán cũng bộn bạc. Đang hí hửng giác chạy bon bon, thì tự nhiên khựng lại. Thấy hai cây đao trên vai sao mà nặng quằn, nặng tới mức khiêng sệ vai nghiêng qua một bên, trớt cái bao xuống đất nghe đụi một tiếng. Thằng nọ ngồi chèm bẹp luôn, thấy cổ họng đăng đắng, bèn khạc ra. Thì trời đất ơi, cả một bụng máu đỏ lồm. Hồn vía nó lên mây, nên lồm cồm bò dậy định chạy, nhưng đứng lên không có nổi. Rồi thì ho sụ sụ ra cả đống máu tươi. Ngó thấy có người đi ngang, nó mới quýnh quán kêu cứu. Mai sau lúc đó có ông bãi lang đi ngang, thấy vậy mới chạy lại coi, phát hiện ra nó chơm hai cây đao. Ông bèn kêu cha má nó lợi, đem đao vô trả rồi đưa nó về. Vậy mà bệnh hoài không hết, cứ ói ra máu miết à. Cuối cùng phải đem đồ lại đình cúng lớn thì mới khỏi được. Đám nhóc tré lên cười. Trời ơi, cái đó là thần cố ơi, có phải ma đâu. Tầm bậy. Ý tao là thằng Tất á, nó có tâm ma. Rồi cái ma quỷ xui nó làm chuyện như vậy, nên thánh thần mới trừng trị nó. Nhưng mà vì là thần, cho nên không phạt nó chết, mà chỉ cảnh cáo nó vậy thôi. Chuyện này con vẫn không sợ. Cố kể chuyện gì nghe con sợ con mới phục. Rồi rồi, tao cho mày đái trong quần bữa nay nè. Cái đám nhóc ngồi xích xác lại với nhau. Thằng Tí vẫn ngồi chầu rì ở ngoài. Cô nghĩ bụng, mới 12 tuổi mà muốn ngon hả mày? Đừng có trách sao cố già mà ác nghe. Chuyện là hồi đó trong xóm của cụ có căn nhà quan. Cái nhà bự chảng, đồ đạc đầy ứ trong đó. Cửa cũng không khóa, nhưng chớ hề mất cái món gì. Người ta lỡ đường ghé nghỉ ban ngày thì không sao, chứ ban đêm thì dù đi ít người hay đông người cũng đều có chuyện. Họ thấy lũ khủ con nít ở trần chạy giỡn khắp nhà. Cái nhà nó rộng nên người ta có ghé ngủ nhờ cũng ít khi nào đi giáp nhà coi sao. Trước sân cây kiển đặt nghẹt, có hai cái xích đu bằng gỗ lên nước bóng giới, nhưng lúc nào cũng như có người ngồi, cứ đưa qua đưa lại hoài. Mà hễ có người dòm vô là nó đưa tợn hơn.
Nhà sau thì có nhiều cái giỏng, hồi đó ở đây sống chắc cũng đông người. Mà hễ họ nằm xuống cái chiếu thì mấy cái giỏng đưa dù dù. Có người nhẹ bóng vía còn nghe hát nè. Vậy nên ai mà dám chơi giỡn với ma, người ta bỏ đi trong đêm luôn. Ôi ơi, cái nhà đó bây giờ còn không cố? Không, nghe nói hồi mà tháo dỡ cái nhà đó đó cũng sơn trường lắm à. Trước tiên người ta di dời đồ đạc vô đình với vô miễu bà, cúng bái linh đình xin phép được di dời đó. Rồi chừng đồ đạc đi hết rồi nghe, mới phát hiện ra ở trên vách tường á, chỗ nào cũng có dấu máu nó chạy dài từ trên xuống đất. Máu khô nên nó dính khắn vô tường á. Bà con mới nghi là hồi trước nhà này chắc là có thảm sát hay sao đó. Bây giờ vẫn còn là cái bí mật thôi. Chỗ đó sau này nữa đó thì bị sang làm sân banh. Mà tụi bay biết không, không có ai cho con họ tới đá hết trội. Bị nghe đồn ban đêm thấy ma đá banh ngời ngời trong sân à. Nhưng mà nói nào ngay, dị đoan là dân chúng dị đoan, chứ chánh quyền người ta đâu có tin. Nên là họ tổ chức hội thi với mấy cái làng bên. Mà ta nói 10 trận thắng đủ chục. Hễ trai làng bị té là y như có người đỡ vậy đó. Rồi có khi mà nó suốt banh vô khung thành dùm nữa. Cho nên sau mỗi trận thi đấu, cái bà con mở tiệc tại sân banh luôn. Chủ yếu là cúng cho người khuất mặt thôi. Rồi sau đó mới để bà con nhậu nhẹt chơi với nhau. Tính ra ma độ làng mình, chứ có phá phách gì đâu. Vậy có gì đâu sợ ta. Rồi mày không sợ phải không? Được rồi, bữa nào tao dắt mày lại bờ kè rồi tao về. Mày ở đó đi từ đầu kè tới cuối kè một mình đi, cho mày biết sợ làm sao. Mà có mỗi chỗ bờ kè đó là có ma thôi hả cô? Không, nhóc luôn, chỗ nào cũng có hết trọi. Để tao kể cho nghe. Cái thời mà tao còn đi lại nhiều được đó, hàng năm ngày quét mộ, một mình cố mới về thành phố quê của cha má cố đó để mà quét mộ. Thì cố kể bữa đó trong xe đâu chừng hơn chục người. Xe đương chạy ngon trấn, có ông nọ mặc bộ đồ bà ba nâu. Tự nhiên ông đập ầm ầm lên vách xe. Ông kêu giáng trời: Ngừng lại đi. Ông lái xe hết hồn thắng cái két, quay đầu xuống hỏi vụ gì. Chả nói tỉnh bơ: Ngừng lại cho tôi đi cái, mắc cầu quá. Lái xe quạo nhưng cũng ngừng cho anh chả xuống. Vừa bước xuống cái anh chả lựng khựng, anh chả hỏi: Có chờ tôi không? Không, chạy luôn, đi xe khác đi. Vậy thôi, hết mắt rồi. Chả lắc đầu lia lịa rồi quay lên. Tài xế quạo chửi rùm trời, trên xe ai cũng cười. Ổng thì ngồi ngó người này người kia cười chúm chím, mặt nhìn vui lắm nha. Tới khi ổng ngó thấy con nhỏ mặc áo màu hồng, trẻ nhất trong đám, thì mới xách mông lại ngồi gần. Cụ trên chuyến xe đó luôn biết tẩy ổng rồi nên cụ ghẹo: Ê nè nè, trên xe này anh ưng ai tôi mừng mai cho. Ổng chỉ con nhỏ đó liền: Tôi ưng cái cô này mặc áo ỏ ỏ này nè. Trên xe cười rùm lên. Con nọ cũng xéo sắc: Ưng anh á thì anh cho tôi gì? Ưng tôi cho ổ bánh da lợn. Cả xe cười rần, ổng cũng cười. Cười đã rồi cái ổng đứng dậy nói: Ôi, vẫn chơi chút cho vui vậy thôi, chứ đừng để bụng ngàn cô áo ỏ. Tôi từ giá ở đây. Vậy đó mà vừa dứt câu một cái là ổng mất tiêu liền, ngay trước mắt mọi người luôn. Thằng Tí nghe xong thì rùng mình: Ôi ôi, cái vụ này sợ nha. Ma mà ngồi kế bên mình ớn quá vậy cả. Vì vậy mà cô có thấy lạnh không? Lúc đó ngoài trời cũng đang mưa đùng đùng, không lạnh sao được. Thì bởi vậy tao mới tin là ma. Bị làm sao? Mưa như vậy rồi xuống xe ổng đi đâu?
mà xe đường chạy bon bon rồi ông xuống bằng cách nào? Bởi vậy cố nhớ hoài, cho nên là mỗi lần kêu tụi con mẫn gì á, cái cố cũng đem bánh da lợn ra dụ phải không? Cũng đúng phần nào thôi, nhưng mà tại cố khoái ăn bánh da lợn thiệt, ăn hoài không ngán luôn á. Rồi cố có gặp lại cái ông ma đó lần nào nữa không? Hình như có, mà không biết phải ổng hùng nữa. Bị gì cũng ở trên xe, cũng mặc bà ba, nhưng mà ma này quạo dữ lắm à. Ma bánh da lợn vui mà, còn ma này là ma năm cắt. Hả? Ma năm cắt là sao cô? Thì cũng bữa khác, mà trên cái chuyến xe đó nha, có anh thằng cha bận bộ bà ba đen. Tự nhiên tao nhớ tới ma bánh da lợn. Thì lúc đó là tài xế khác, khách trên xe cũng khác lạ quắc hà. Cái ổng đi tới đi lui như người ta gom tiền xe vậy đó. Nhưng mà ổng xin tiền, xin người chỉ năm cắt thôi. Thấy vậy cái ai cũng cho. Rồi có một bà nọ, bà liếc ổng một cái bà trề môi, bà nói chứ đàn ông mạnh như trâu đực vậy mà đi xin tiền. Ổng quay lại ổng trợn con mắt lên, ổng rít trong miệng á. Ổng nói chứ tao xin mấy người này chứ bộ xin mày ha, cái con Hà Bá kia. Thấy ổng quạo, ai cũng lặng trang hết trơn. Ổng mới liền chọi cái nắm tiền vô mặt bà đó. Bà la lên một cái, bà quay lại thì không thấy chả đâu nữa, xe vẫn chạy bon bon hà. Mà cái mặt của bà lúc đó đó, tự nhiên cát nó bủng vô mắt vô miệng, khạc dụi muốn chết luôn á. Còn cái năm cắt hồi nãy á, của người nào đưa ra thì vẫn còn y ở trong tay người đó. Quyền gì không? Mấy đứa cháu trầm ngâm. Vậy ông này cũng là ma tốt hả cụ? Thì đó, ma cũng như người thôi con. Không chọc họ thì họ không chọc mình. Với lại ma không có hại người đâu. Bị gì hễ ma mà hại người á thì sẽ thành quỷ. Thành quỷ thì đầu thai không được luôn. Mấy đứa nhỏ ngồi im ru bà rù, không nói gì nữa. Mấy hôm nay cụ Tốn tự nhiên thấy buồn kỳ cục. Cụ nhớ ông, nhớ những chuyện thời Cố Lũy Cố Lai nào đó đã nằm yên trong ký ức, bây giờ chợt dần trôi về đầu óc. Ông Tốn là người tốt, cả đời cần cù lam lũ lo cho vợ và bầy con. Ông không để cụ phải lao động vất vả như những người phụ nữ khác, vì cảm cái ơn nhạc phụ gả con gái trụ cho mình. Ngày cụ ông mất, bà thấy trời đất như sụp đổ. Nếu không có thằng Điền, đứa con coi cúc của con Đào đã mất sớm, thì chắc cụ không gượng nổi. Đời của ông cụ Tốn cũng lắm gian nan. Cha ông bị hàm quan ở tù 7 năm. Khi được chữa quan thì gia đình rơi vào nghèo túng tận cùng rồi. Rồi ông, rồi bà lần lượt qua đời. Cha bà là bạn tâm giao với cha của cụ Tốn, nên vì nghĩa mà gả con gái cho. Lúc ấy là con gái mới lớn, lại cành vàng lá ngọc, cụ có biết gì đâu. Chỉ nghe lời cha, cô tiểu thư Trương Thị Huệ bước lên xe qua với Trần Văn Tốn, vậy thôi. Ông Tốn có bản lĩnh nên không có nương nhờ bên vợ, một tay bươn chải lo cho cuộc sống của bà đủ đầy. Ông có ghe nên ban đầu mua bán nước tương, nước mắm bỏ mối các nơi. Bà cũng theo ông lang bạc khắp miền sông nước. Khi bà sanh ra 4 đứa con, 2 đứa mất trên ghe, thì cha bà không cho bà theo ghe nữa. Từ đó ông Tốn học làm nước mắm để đi giao. Ông là người kỹ tính, cần mẫn. Nước mắm ông làm ra rất ngon, được nhà nhà yêu thích. Ông đầu tắt mặt tối, cốt để cho vợ con ấm no đầy đủ. Bà chỉ việc ở nhà chăm con. Nhưng họ đẻ nhiều mà cuối cùng giữ được có 3. Ông Tốn mất năm mới có 60 tuổi. Vì chưa từng tham gia vào việc nấu nước mắm, nên khi ông mất đi thì công thức bị thất truyền. Nhưng hai chàm là con lớn của bà thì giỏi lắm.
nó một tay nuôi mẹ với mấy đứa em, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng gồng gánh. Rồi cha mất, bà buồn gấp mấy lần chồng chết. Bây giờ chỉ còn thằng Lục với con Lam. Bà coi hai người họ như cục kim cương, nhưng lại làm bằng trứng, sợ dở ra bất cứ lúc nào. Nằm đêm suy nghĩ, mình sống sao mà dai quá trời quá đất vậy. Con già chết đi mà mẹ vẫn sống nhăng. Bà cũng nhờ đám cháu chắc mà tiếp cận với xã hội hiện đại tân thời lắm, nhưng nó cũng không có thấm vô bà được. Bà vẫn thích ăn nói mộc mạc đơn giản, không cầu kỳ khách sáo, cho nên bà khoái chơi với con nít là vậy, không bị chúng bắt lỗi bắt phải. Chúng thích nghe thì bu lời bà, ngán thì giạt ra, vậy mà bà vui. Nhưng niềm vui của bà ngẫm ra không có lợi ích gì cho ai hết. Bà không làm gì nặng nhọc, tất nhiên là do con cháu không cho. Bà chẳng mừng chi ra tiền, nhưng vẫn có tiền xài hoài. Hiện tại bà minh mẫn khỏe mạnh, nhưng khi già quá già, đái ỉa một chỗ thì ai lo đây. Bà chỉ mong sau khi về với ông, bà được nhẹ nhàng thanh thản mà ra đi, chứ không bị hành xác. Như vậy thì ông trời mới thực sự là thương và chiếu cố bà. Mặc dù nói là suốt ngày bà chỉ quanh quẩn trong nhà, chợ búa thì có dâu của ba Lục, bánh trái thì con cháu ở xa đem về chất đầy trong tủ lạnh, trái cây xanh tươi tốt cũng có ngoài vườn. Mà bà thì ăn uống bao nhiêu, chỉ để dành cho mấy đứa nhỏ tới rồi lôi ra chiêu đãi chúng. Nhưng dẫu sao bà cũng là lão làng, có câu ra ngoài hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Hàng xóm có những người có tuổi cũng hay đem trà bánh lại mà uống với bà để nhắc chuyện ngày xưa. Bữa nọ vợ ông Tư Thiệu mất, mất lúc chỉ mới có hơn 70. Tư Thiệu thương vợ lắm, cả đời bôn ba với nhau mới mua được miếng đất. Chỉ có một thằng con trai và một đứa con gái. Đứa gái có chồng ở tận Ba Tri, vợ chồng thằng con trai với ba đứa con thì ở với ông bà. Thằng này tên Thức, ban đầu cũng giỏi giang siêng năng làm lụng. Khi có vợ con rồi thì lại dồn hết chuyện nhà cho vợ, bắt đầu mèo mỡ bên ngoài. Ông Thiệu sợ sau này khi ông bà mất đi, nó sẽ bán hết tài sản, nên quyết định chôn bà xéo xéo ở mé cửa trước, xây cái kim tỉnh để dành cho ông ở kề bên. Ông nghĩ đất có hai cái mộ thì ai mà dám mua. Lúc đó cụ Tốn có nói với ba Lục: tiền mộ hậu gia, mộ phá gia. Tiền gia hậu mộ, gia phá mộ. Một năm sau ông Thiệu mất, thằng Thức mắc nợ bán sạch đất nhà, rào khuôn viên hai ngôi mộ lại. Cụ Tốn lại nói với Lục: mày thấy chưa, người xưa nói đâu có sai, cái mệnh trời đè là đúng rồi đó. Ông Lục thắc mắc thì cụ giảng giải: vậy chứ bày nghĩ người ta mần cái thổ mộ đặng chi, có phải để tách bạch riêng ra không? Nhà thì có cái mặt tiền, người chết ở ngay mặt tiền, thì họ không có nghĩ là mình đã chết, mà vẫn nghĩ là có quyền hạn ở trong gia đình, khống chế con cái đủ thứ, làm cho đầu óc nó u mê ngu muội, không phân biệt trắng đen sai đúng. Cho nên nói mộ phá gia là vậy. Còn nếu để người chết chôn ở sau nhà đó, thì họ lại nghĩ mình không còn quyền hạn gì trong nhà nữa. Con cháu có cuộc đời riêng của chúng, nên chúng quên mình rồi thì mình ở lại đây làm chi? Vậy là họ siêu thoát, gia phá mộ đó mạm. Cụ Tốn dẻo dai lắm, 108 tuổi chứ đứng lên ngồi xuống nhẹ hiệu à. Mấy khi tụi nhỏ gom lại đông đông là rủ cụ chơi quýnh bài cào, quét cái nền nhà lót gạch bông cho thiệt sạch, rồi ráp nhau ngồi chèm bẹp xuống mà chơi. Cụ làm cái, nhưng mà mượn đứa nào đó xào bài chia bài. Cụ để dành tiền lẻ nhóc luôn để chung cho tụi nhỏ. Lỡ có đứa nào mà thua nhiều hết tiền, cái khóc sùm lên đòi lại, cụ cũng trả hết. Mà cứ hễ mỗi lần tan cuộc chơi, có bao nhiêu tiền là cụ chia đều cho hết thảy, nên đứa nào cũng khoái quánh bài với cụ là vậy đó. Hàng xóm thấy cụ như vậy thì ngưỡng mộ lắm, cứ xích xoa:
Thấy cụ ngồi như vậy mà đứng lên cái một, con ganh tị quá trời à. Sao cụ không ngồi trên gián bước xuống cho khỏe cụ? Trời đất ơi, quánh bài với con nít thì ngồi bẹp dưới đất nó mới đúng điệu chứ. Đứa nào ngán hay là hết tiền thì nằm lăn ra cho đứa khác vô thế. Ba Lục với Út Lam biết má mình khoái chơi với con nít, khoái kể chuyện ma cho tụi nó nghe, nên cũng xin cung cấp cho cụ những cái nguồn tin để cụ chế biến ra mà kể lắm. Sau đó thì họ xúi sắp nhỏ hỏi để cho cụ hưng phấn. Má lớn tuổi quá rồi mà không có bị lẫn, họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Không muốn cụ làm cái gì, chỉ muốn cụ sống vui vẻ thoải mái vậy hoài. Sao mà cụ không hiểu con cháu của mình được. Cho nên có chuyện chi vui cụ đều hớn hở bộc lộ ra, còn chuyện buồn cụ giấu kín riêng mình cụ, không chia sẻ với ai. Điền mỗi tuần trở về đều thức tới khuya để tám chuyện với cụ. Điền kể cho bà ngoại nghe đủ thứ chuyện vui. Hơn ai hết, Điền muốn bà ngoại sống lâu để mãi mãi là mái ấm của mình. Mỗi tuần về nhà, anh đều ôm lấy bà ngoại, hôn lên đôi gò má nhăn hết sức nhăn của bà để nghe bà cười kêu nhột. Rồi hỏi ngoại có chuyện ma gì mới không, kể cho con nghe. Nếu như bà không có, thì anh sẽ kể những cái chuyện mà anh tìm được ở trên mạng. Mà bà ngoại của anh cũng nhại lắm, chuyện ma có đầu có đuôi, có tình tiết có gây cấn, là bà biết chuyện do người ta sáng tác ra. Cụ không có kể cho con cháu nghe mấy cái chuyện đó. Cụ nói ma đó thấy ghê. Thời buổi này đèn điện sáng trưng, ma đâu có chỗ ẩn núp nữa. Vậy là cụ mới lục lại trong trí nhớ của mình mấy cái chuyện cũ trích, kể cả trăm lần rồi ra, rồi chế biến thêm chút gia vị, mới đem kể cho tớp khác nghe. Bởi cái tớp lớn nó nghe riết nó chán rồi. Mấy chuyện ma của cụ đại loại như vậy. Nè tí tí, từ trại sắp tới à, đừng có dắt em ra ngoài bào cá nữa nha. Sao mà cố? Cụ đưa tay lên môi, ý kêu đừng có la Tao thấy ma ngoài đó đó. Cố nhắc ma con nữa. Thiệt. Có đó, bữa đó buổi chiều chật chật tối à, tao đi ra đó tính hái vài bông lục bình chấm cá kho. Cái đầu tao thấy có con nhỏ độ chừng 18-19 gì á. Con gái mà tướng tá nó dài nhằn, nó suông đuột cả, ngộ lắm. Nếu nó không có cái mái tóc dài á, tao tưởng con trai rồi. Tao mới kêu chứ, đứa nào đứng đó đó bày. Bà nội mẹ ơi, nó quay lại nó nhìn tao, mà chỉ có cái mặt à, không thấy mặt mũi chì rau trội. Tao biết là ma rồi, nhưng mà tao đâu có sợ. Tao chơi với ma từ nhỏ tới lớn mà, sợ gì nữa. Rồi cái tao mới sáp tới, tính hỏi coi cái vụ gì mà hiện hồn về đây. Ai dè đâu tao bước tới một bước à, cái là nó sụt lùi mấy bước luôn. Rồi cái vụ này mới ấn ốc nè. Nước ở trong bào đầy nhóc, mà nó sụt lui y như trên cạn vậy mới ghê chứ. Tao đưa tay ngoắc ngoắc nghe, mà mắt dấp cái gì ở dưới chân á, tao cúi xuống tao dòm. Tới chừng ngóc lên cái nó mất tiêu. Mà nó chứ gì đó. Thấy tụi nhỏ sợ bu lấy mình, cụ khoái quá, nghĩ bụng nên kiếm chuyện gì kể cho tụi nó nghe hoài hoài mới được. Cụ nghĩ lóng rầy mấy đứa này đi học, cha má nó đâu có cho coi phim hay chơi điện thoại gì. Hay là mình coi bộ phim ma đi, rồi ngắt khúc chế ra kể cho tụi nó nghe chơi. Mà phải kể sao cho có tính giải trí, chứ cái kiểu mà ma nhắc con nít, cha má nó giận, nói bà cố già rồi mà còn đầu độc tụi nhỏ là chết luôn. Tối thứ bảy Điền về, cụ rỉ rịch với anh, kiếm bộ phim nào có ma, mà ma ít ít thôi, đừng có kinh dị cho cụ coi. Đặng cụ ngắt khúc chế ra kể cho đám nhỏ nghe. Điền lập tức giới thiệu cụ bộ phim ma Hàn Quốc, kêu bằng Bắt Ma Phá Án. Bộ phim này tuy có ma nhưng mà không sợ, mà còn vui nữa. Cụ thích mê luôn. Tối nhờ ba Lục mở tivi, bấm vô YouTube coi cái bộ phim đó liền. Sợ má mình buồn, ba Lục trang bị đủ thứ tiện nghi trong nhà. Cụ đặt cái ghế bố nằm kế bên mà coi,
Tất nhiên chỉ có mình cụ, chứ để tụi nhỏ thấy thì bại lộ hết. Mà cụ thính tai lắm, cho nên bật nhỏ xíu, chứ lỡ mê mà coi hoài quên ngủ, ba Lục nó biết nó rầy chết luôn. Má ơi, cụ coi liền tù tì 3 tập. Ngước nhìn đồng hồ thấy khuya lắc khuya lơ, cho nên tắt đi ngủ. Chiều hôm sau cụ gom sắp nhỏ lại, cụ kể liền. Cụ kể thời của cụ á, có một anh thanh niên nọ tên cái gì quên rồi, kêu đại là Tiến đi, bị cụ đâu có nhớ nổi cái tên trong Hàn Quốc đâu. Thằng Tiến hồi nhỏ cũng bình thường, lớn lên tự nhiên lại có cặp mắt âm dương nên nhìn thấy ma. Lúc đó bên cạnh Tiến có 3 con ma, 2 đàn ông, 1 con gái. Một thằng mập lù, mặt bùn thụng, một thằng ốm nhách dài thượt, còn nhỏ con gái thì đẹp không đẹp, xấu không xấu. 3 con ma này biết Tiến thấy mình cho nên khoái lắm, đeo sát rạc. Thằng Tiến ngó thấy tụi nó ăn dụng cơm nước bánh trái của mình, đi ngang đồ đạc trong nhà, nếu mà vô ý đụng trúng cũng rớt cản cản. Tiến mới la, mấy người ăn uống xong thì mần ơn dọn dẹp giùm cái. Vậy là 3 con ma nọ dọn láng cống luôn, mà còn lau chùi nhà cửa đàng hoàng nữa mới ghê. Chung đụng nhiều ngày, thằng Tiến mới nhận ra ma thấy người, chứ người không có thấy ma được. Và 3 con ma này còn có khả năng đụng chạm vô đồ đạc như người sống, nên nghĩ ra một cách kiếm tiền. Vốn thì nó đẹp trai lắm, tướng tá ngon lành cành đào, nên mới bàn với 3 con ma như vậy. Anh chị ở với tôi hoài cũng được, nhưng mà tôi tiền đâu nuôi nổi 3 người đây. Ăn uống cái gì thấy ớn à, gạo mua 1 lần 5 ký mà hết cấp kỳ. Hay là như vậy đi, tôi ra chợ mần ảo thuật, 3 người phụ tôi được không? 3 con ma hỏi phụ mần sao, thì Tiến nói, thì tỷ dụ như tôi cầm cục gạch, nói hô biến một cái, là anh chị lấy cục gạch ra, để cái khác vô. Hay là tôi lấy mền tôi trùm con chó lại, thì ai cũng thấy mà, chứ tôi hô biến, anh chị thay con chó bằng con mèo liền. Bà con bu lại coi, cái người ta thưởng tiền cho mình, chừng đó tha hồ hút bạc luôn. Anh chị muốn ăn cái gì tôi cũng có tiền mua hết, chứ bây giờ nghèo chết mẹ, lấy đâu ra tiền nuôi nổi 2 cha 1 má đây. 3 con ma cũng hăng hái kêu mần thử coi. Cái thằng Tiến mới lấy ra một khúc vải màu xám dày cui, dùng để lau sàn nhà. Thằng ma mập bưng cái tô để lên bàn, thằng Tiến phủ vải lên, chỉ trỏ lầm bầm giống như đọc thần chú vậy đó. Một hồi rồi mở ra, cái con ma ốm thai vô đó cái lục bình chân bông. Tiến quái quá nhảy dựng lên, thực hành dài bận cho nhường nhiễn. Rồi sáng bữa sau, 1 người 3 ma dắt nhau ra chợ. Họ bày ở góc chợ mần trò ảo thuật. Ban đầu không ai ngó ngàng tới, nhưng cho tới khi con ma nữ ghé tai Tiến nói nhỏ mấy câu, thấy Tiến cười, mặt mày mới hớn hở kêu lớn. Bây giờ tôi sẽ biến mấy cái chiếc lá cây thành tiền. Cô bác anh chị cẩn thận coi chừng tiền trong túi bao vô tay tôi đó nghe. Thiệt là công hiệu nha. Mọi người ngừng lại ngó vô Tiếng trân trân. Tiếng xòe cái bàn tay không ra, lấy vải màu đen mới mua đậy lại. Ma nữ lập tức móc túi của một bà kia, lấy sắp tiền để trong tay Tiếng. Biết có tiền rồi, Tiếng hô biến một cái, dở khăn ra. Bà con vỗ tay hoan hô rần trời. Tiếng cầm tiền kêu chị nọ lên trả lại, chừng đó chị ta mới hết hồn. Ta nói cái bữa đó người ta coi đông như gánh hát, Tiếng thu cũng được bộn bạc. Vậy là 3 con ma được ăn một bữa linh đình. Con ma nữ thì ăn hàng ăn bánh quá trời luôn. Ma gì ngộ ghê, ăn dữ hơn người ta nè. Trước nay chỉ nghe nói ma hửi nhang, chứ có thấy ma nào mà cho thịt cá vô miệng nhai nuốt ào ào vậy đâu. Vậy là Tiếng giàu lên nhờ 3 con ma, cất cái nhà chẳng mẹ, đồ đạc cũng đủ đầy, làm hẳn 3 phòng cho ma đàng hoàng luôn. Tiếng coi như nhà mình có 4 thành viên, chứ không phải là nó đương sống chung với ma đâu nha. Mà nó giàu như vậy, nhà cửa thênh thang, đồ đạc quý giá, chứ mà chớ hề có trộm cướp nào dám ngó tới. Có bận kia 3 con ma phát hiện ra có mấy thằng trèo tường vô, thì ma ốm gỡ tay, ma mập vỗ đít,
Ma nữ hát líu lo bên tai mấy thằng ăn trộm, khiến cho tụi nó sợ quýnh, buông tay té cái ảng xuống đất. Từ đó chớ dám bén mảng tới trình mò. Hồi ơi, cô có quen cái ông Tiến đó không? Cô có thấy ba người ma đó không cô? Bây giờ họ đi đâu rồi? Hay còn ở đó vậy cô? Cô cười, nó dốc mà cũng khó yên với cái đám nhỏ này. Nó mà hỏi thêm một hồi nữa, cô bại lộ khai thiệt là chuyện phim thì mất uy tín hết. Mà cô kể cũng trật lất chứ đâu có giống trong phim. Bởi vì mấy con ma này và cái thằng đóng chính á, tụi nó là dân thượng lưu. Hành động của họ văn minh, cụ không có hiểu hết, cho nên mới chế ra câu chuyện dân giả để mà kể cho con cháu nghe từ từ vậy mà. Cụ đắc ý lắm, mỗi đêm coi phim được bao nhiêu, cụ sẽ chế lại để kể cho con cháu nghe bấy nhiêu, tha hồ mà tụi nó mê. Nhưng cụ vui chưa được bao lâu thì có chuyện xảy ra. Đám nhóc mê chuyện ma của cố quá, cho nên tối nào cũng tới canh gặp cụ đặng nghe, bỏ cả học bài luôn. Thấy cha má nó có vẻ phiền lòng, nên cụ hẹn một tuần chỉ kể là tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật mà thôi. Thỏa thuận xong, cụ vẫn sống vui vẻ lạc quan quên đi tuổi tác. Vậy là đám nhóc về nói lại với cha má nó, đành lòng nào mà mấy đứa cháu dâu lại đem chuyện đó ra chỉ trích cụ. Nhưng mà làm sao dám nói trước mặt cụ, chỉ biết cấm cản con mà thôi. Đợt đó cụ nghe con dâu của ba Lục nói với con của nó: cố nói cái gì thì nói, mấy đứa nghe rồi bỏ. Cố già rồi nên lẩn quẩn có nhiêu đó nè, nghe cho ba với nội con vui thôi, chứ học hỏi được cái gì. Ma có gì, cụ già nên lẩn rồi, nhìn đâu cũng thấy ma hết trơn à. Trời ơi, cụ giận trong bụng. Thì ra nó coi cụ như một kẻ nói xàm nói nhảm, không muốn con nó tiếp xúc gần cụ. Nhưng sợ chồng với cha má chồng nên không dám nói gì, sau lưng lại chỉ trích cụ. Hờn trong bụng mà không nói được, cụ lộ diện ra, liếc nó một cái: vậy thôi bây đừng có cho nó lợi gần tao, tao cũng đấm đách nói tới nó à. Chưa xong, mấy bữa nữa lại nghe dâu của Út Lam rù rì với thằng Tí, cháu nội hai chàm: cố già nên lẫn rồi, lại hay giận hay hờn, cho nên con dắt mấy em đi chơi đừng có tới gần cố, có ngại mang quạ đó. Nếu mà cố thấy ma thiệt thì chắc là cố gần đứt bóng rồi. Cụ nghe mà nuốt nước mắt xuống bụng ở ngực. Mấy ngày liền cụ đóng cửa ở miết trong nhà, ai kêu cũng không mở, cũng chẳng thèm coi phim luôn. Coi rồi kể cho ai nghe nữa mà coi, đám con cháu chắc bị cha má nó cấm chơi với cụ hết rồi. Cụ nghe được hai đứa dâu này nói, chứ những đứa dâu khác có nói cụ cũng đâu có nghe. Nghĩ mà buồn cho cái tình đời, sống chi mà dai nhách, để con cháu nó nói mình già lẫn. Chắc tụi nó sợ mình thành tinh ăn thịt con nó hay sao đó. Vậy thì thôi, không chơi với ai nữa cho chắc ăn. Ở nhà mấy ngày chưa ai phát hiện ra cụ giận, mà sao cụ thấy nhớ mấy đứa nhỏ quá trời. Đứa nào đứa nấy cụ lụ dễ thương kỳ cục hả. Hễ nghe chuyện ma là dù sợ hay không cũng thót vô lòng cụ mà ngồi. Giận thì giận cha má nó, chứ nó biết chi mà giận. Mấy bữa nay tại tụi nó đi học, chưa tới thứ bảy mà, để coi thứ bảy tụi nó có tới không. Mà cụ quên nữa, tối thứ bảy thì cả nhà thằng Điền về chơi, sao chơi với tụi nhóc được đây. Cụ buồn muốn bệnh, nằm ú trong nhà, cơm ngày hai bữa bỏ luôn cửa sáng. Thằng Ba Lục với con Út Lam đâu, bộ tụi nó không có hay má nó giận hay sao ta. Chớ có đứa nào tới coi má hôm nay sao không mở cửa, tính để má nó chết thúi trong nhà thiệt mà. Nước mắt cụ chảy ra, tủi thân sao đâu á. Con cháu lớn nhỏ gần 30 đứa cũng ở vòng vòng đây không chứ đâu. Đi qua đi lợi sao mà không thấy cố nó đóng cửa, sao không ai hỏi thăm hỏi lơm gì ráo trội vậy. Nhất là cái thằng Ba Lục, nó tự hào là thương má nhất, cái gì tốt cũng dành cho má, mà bây giờ nó cũng bỏ má nó luôn rồi. Buồn, tủi thân, khóc một hồi, cái cụ gian giái sao lát nữa mình ngủ quên rồi ngủ luôn. Nhưng mà trước khi ngủ hoài hoài không thức thì cụ ông phải dìa dắt cụ đi.
đi đâu cũng được, đi đâu cụ cũng sẽ theo cụ ông. Xa cách quá lâu rồi, không biết khi cụ ông thấy cụ bây giờ già hơn mình nhiều, ông có còn can đảm kêu cụ bằng vợ nữa hay không. Riêng cụ, cụ vẫn muốn kiếp sau làm vợ của ông, lại cùng ông sanh con đẻ cái. Nhất định cụ không để cho đứa nào chết bậy bạ giữa đường giữa xá bỏ cụ nữa. Suy nghĩ một hồi thì cụ ngủ quên thiệt. Nhưng mà cụ ngủ rồi thức dậy, chứ không có ngủ hoài hoài. Cụ thức vì bị ba Lục nắm vai lay rần rần. Ma, ma không khỏe hả ma? Sao mấy bữa nay ma không ra ngoài? Sao mà chốt cửa trong vậy? Cụ mừng quá, thì ra con vẫn quan tâm má ha. Nhưng mà vừa tính mỉm cười, cụ thu hồi liền. Ba bốn bữa rồi mày mới hay má mày không ra ngoài hay sao? Cái thằng nghịch tử kìa. Cụ lăn qua, quay mặt vô vách không trả lời. Ủa mày, con đưa má đi bệnh viện cho bác sĩ khám nghe má. Cụ nạt ngang, ngồi dậy nói. Tao bệnh gì mà đi khám? Vậy sao má không ra ngoài? Không thích thì không ra thôi. Ừ, má giận đứa nào hả má? Giận hờn gì? Thôi mày về đi, kệ tao. Trời ơi, vụ gì vậy má? Mấy bữa nay con không có ở nhà nên có biết gì đâu. Hồi nãy con mới biểu sắp nhỏ lại kêu con làm, để con rầy nó. Ở nhà không có trông chừng má, để khiến cho má buồn vậy hả? Tao bộ con nít sao mà trông chừng? Má nói vậy rồi chắc má giận đứa nào rồi. Đứa nào nó nói cái má gì hay sao? Má cho con biết đi, con tề liền. Cụ làm thinh. Thật lòng cụ không muốn con cháu vì mình mà cắn đắng lục đục. Cụ cũng đâu thể nói ra là giận hai đứa cháu dâu. Nhưng mà nghĩ lại, tụi nó không muốn cụ ám ảnh tâm linh bọn trẻ thì cũng đâu có gì sai. Chỉ là cụ buồn cho mình. Nếu không chơi với đám nhỏ, cụ biết chơi với ai? Người lớn thì phải lo tìm miếng cơm manh áo, ai rảnh trang mà tiếp chuyện cụ hoài. Nhưng mà muốn thu hút bọn nhỏ thì phải nói cái gì đó hấp dẫn tụi nó mới được. Chuyện ma của cụ đâu có lâm ly bi đát, kinh dị máu me đâu mà nhắc ai. Cụ không giận không hờn, cũng không có nghĩ chơi với tụi nhỏ nè. Ôi thầy kệ đi, tới đâu tới, sống mấy tầm hơi nữa đâu mà o mà sợ này kia. Út Lam đứng trước cửa nãy giờ, nhìn má mà thương đứt ruột. Bà tới gần ôm cổ cụ, nói như miếu. Má ơi, có chuyện gì má cũng bỏ qua hết, mà vui vẻ nhân má. Anh em con còn có má là hạnh phúc với tự hào lắm. Từng tuổi như tụi con bây giờ đây mà vẫn còn má để phụng dưỡng báo hiếu. Nhưng mà để cho má buồn, má giận, lỡ có chuyện gì tụi con ân hận. Má biết không, con tự hào với người ta là má con 108 tuổi mà còn đẹp lão, phương phi tráng kiện, đầu óc minh mẫn, dáng vẻ mạnh dạn, không có bệnh tật gì. Anh em con chỉ muốn má sống vui, sống hoài hoài nha má. Mỗi khi nghĩ tới má, con nghe trong lòng ấm áp lạ lùng lắm. Con thương má lắm má ơi, thương nhất trên đời luôn á má. Cụ chảy nước mắt, đẩy nhẹ Út Lam ra, rồi trìu mến ngó con. Thôi mày nịnh quá đi nha. Bà Lam cười hung vô mặt cụ. Má của con mà, miễn sao còn má, con nịnh mỗi ngày cũng được. Vậy là cụ hết giận cái rẹt liền. Ông Lục mới kêu cụ với Lam qua nhà ăn cơm. Bà Lam biết má mình khoái món bánh da lợn nên mua một ổ bự tổ bỏ tủ lạnh cho má ăn dần. Bà Lam kêu mỗi khi muốn ăn phải hấp lại cho mềm, chứ đồ tủ lạnh cứng còng mà má đâu còn cái răng nào. Ăn bằng nú nhai không có đứt. Chiều thứ bảy đó thì gia đình Điền về. Lúc này anh chàng mua được chiếc xe hơi 7 chỗ rồi. Điền chở bà ngoại với cậu dì ra bờ kè cặp mé sông chợ. Nghe đâu ở đó mới mở cái quán phở bò ngon lắm, dắt cả nhà ra ăn, sẵn tiện rửa xe mới mua luôn. Và chiều hôm đó cụ thấy ma thiệt.
Chỉ có người lớn đi thôi, vì xe chỉ chở được có 7 người, Điền lái xe nữa là 8. Bà chủ mới mở quán, muốn mua chuộc khách, cho nên vui vẻ mời ngồi. Bà nhìn cụ Tốn rồi rạng rỡ nói: Bác coi đẹp lão quá ha, năm nay bác được nhiêu rồi bác? Út Lam trả lời thay má: Má tôi 98 tuổi đó chị. Trời ơi, 98 mà tốt người ghê á. Cụ khoái, ý là giấu bớt 10 tuổi rồi đó. Đang ngồi trong quán nói cười vui vẻ thì bỗng nghe một cái ầm long trời lở đất. Tiếng xe thắng trích ở ngoài đường lộ, rồi có tiếng người kêu lên thất thanh: Trời đất ơi, đụng người ta rồi. Mọi người túa ra, tiếng nói xôn xao: Trời ơi, bà già chắc chịu không nổi quá. Người tài xế xe là một người trung niên, khoảng hơn 40 tuổi. Bước xuống xe ôm lấy thi thể người đàn bà vào lòng. Ông ta gào lên: Trời ơi má ơi, sao má nhào vô xe con vậy má? Má muốn tự tử cũng phải kiếm chỗ khác chứ sao lại hại con mình vậy? Cụ Tốn nghe cái câu này của thằng đó mà mắt nổi dịch lên. Cụ chắc chắn có chuyện gì rồi đây. Thân thể bà già nằm đó, nhưng sao cụ Tốn lại nhìn thấy bà đứng chôn chân ngó thằng con của mình bằng đôi mắt uất hận và ai oán. Trời đất ơi, bà ấy chết rồi sao? Cái hồn thoát ra khỏi xác rồi sao? Hắn ta bồng bà lên xe rồi nổ máy chạy đi. Không ai biết hắn đưa bà đi bệnh viện cấp cứu hay là chở về nhà, nhưng biết họ là mẹ con nên người ta cũng thôi. Xe chạy đi rồi, cụ mới nói với bà Lục: Cứu gì nữa mà cứu, bà chết rồi. À, ừ, sao má biết kìa má? Cụ không nói gì, chỉ đưa tay ngoắc ngoắc. Bà nọ từ từ tiến tới. Quán đã lên đèn, bà kêu con cháu vô quán tiếp tục ăn đi, còn mình thì đứng lại chờ hồn ma của bà kia. Vừa đối chuyện với cụ, cụ liền hỏi ngay: Sao mà khờ dại đâm đầu vô xe vậy? Bà nọ quẹt nước mắt đầm đìa trên mặt, rồi ôm đầu ngồi thập xuống: Tôi khổ lắm chị ơi, ta chết cho rồi chứ sống chi, mà mỗi ngày như địa ngục. Thứ con cái như nó, có chết tôi cũng muốn liên lụy nó. Tôi hết có lòng bao dung với nó được rồi. Kể tôi nghe coi tôi có chia sẻ được không? Mà dì có muốn theo nó, coi nó mận hậu sự gì ra sao không? Sống không quan tâm, chết chỉ là đống thịt dụng, chứ có gì mà lo nữa chị. Tôi thà làm ma lang thang, cũng nhất định không muốn dòm mặt đám con bất hiếu nữa. Phải về nhà đặng mà có nơi chốn thờ cúng đàng hoàng chứ gì. Nhà đâu nữa mà về chị? Nhà tôi giờ này chắc tụi nó bán ăn giọng hết rồi. Chắc gì nó có làm bàn thờ cho tôi. Nổi cái vụ bàn thờ của ổng thôi mà con vợ nó còn chì chiết lên xuống. Có cái thân này nó bỏ cụ bất cụ bơ. Bốn đứa con, trai gái có đủ, mà không đứa nào chịu cho má ở chung. Thậm chí tôi đòi vô viện dưỡng lão, nó nói tiền đâu mà lo cho tôi. Hễ nói với đứa nào, nó cũng đều kêu tôi bán cái nhà đang ở đưa tiền cho nó mới chịu lo. Thiệt ra tôi chỉ thử lòng tụi nó thôi, chứ tôi còn khỏe lắm. Mới 70 tuổi mà. Tài sản của tôi chỉ biết nhiêu không, ăn hai đời còn không hết. Vậy mà khi trở về già này thì lại không có chỗ dung thân. Trách là trách ông bỏ tôi đi sớm quá. Tôi chỉ biết lo cho con mà không nghĩ tới tương lai gì của mình. Đáng cái đời tôi. Cụ vỗ vai bà an ủi: Thôi nếu không có chỗ gì ở đó thì lợi ở với tôi đi. Nhà tôi trong kia, một lát dì theo xe là về được. Dì tới đó rồi kể tôi nghe sau. Nhưng mà hứa với tôi là không có được nhát con cháu tôi nha. Bà già mừng rỡ tự giới thiệu:
Dạ, tôi tên thiệt là Chăm. Ông tên Phủ nên người ta kêu tôi là bà Phủ. Nghe sang vậy chứ thường dân không phải quan lại gì đâu chị. Chị kêu tôi bằng Chăm là được rồi. Nhưng tôi là hồn, còn chị là người, chung đụng có sao không? Tới đầu tới, đừng có nghĩ nhiều. Bây giờ ở đây đi, chờ tôi chút đừng có đi đâu nha. Tô phở mới ăn có một đũa còn bỏ ở trống á. Ăn xong rồi theo tôi về. Tối nhà có mình tôi hà, đừng có lo. Trong nhà có bàn thờ của chồng với mấy đứa con, tha hồ mà ăn nhang. Tối lại, cụ kêu vợ chồng con cái của Điện để cho cụ ngủ một giấc cho ngon. Hổm trài làm trận làm thượng giận hờn nên buồn bã tê liệt mình mẩy giống như bị giận vậy. Bữa nay tháo gỡ được rồi, khỏe đầu khỏe óc, mới buồn ngủ muốn gục hồi ăn tô phở. Điền hỏi ngoại có mệt ở đâu không? Cụ cười, nói mệt gái mẹ mày chứ mệt. Ngoại mạnh đùng, cọp vật khổng chết như vậy thì nhầm nhò gì. Cụ nói vậy vì thấy bà Chăm đang ngồi trong ngóc ở giường của mình rồi. Khi cụ bước vô phòng khóa trái cửa lại, bà Chăm có vẻ ngần ngại. Chị không sợ âm khí hả chị? Ui sợ gì? Chị biết tôi nay nhiêu tuổi không? Tôi đẻ ra gì được luôn á. 108 tuổi. Có ai ở cái xứ này mà bằng tuổi tôi chưa? Nhưng dòm chị còn mạnh lắm à. Trời thương tôi mà. Với lợi tôi sống lạc quan vui vẻ nên chắc trường thọ đó. Dạ. Thấy con cháu chị yêu quý chị mà tôi tủi thân. Thôi mỗi người một số mệnh. Nhưng mà cũng tại vì cưng chiều tụi nó thôi. Không dạy cho nó biết hiếu thảo là cái gì. Đến khi không sửa sai được nữa thì ân hận muộn màng. Dạ, tôi thấy chị dạy thiệt đúng. Đâu chuyện gì kể tôi nghe coi. Sao mà phải dạy dột đâm đầu vô xe tự dẫn vậy không biết nè. Bà Chăm mím môi một hồi rồi mới miếu máu kể về cuộc đời của bà. Hồi xưa bà nghèo, nhà đông chị em mà bà lại thứ hai. Học hành không tới đâu, được cái coi cũng ngộ gái. Lúc đó có người giới thiệu vô trong văn phòng của Mỹ dọn dẹp nước nôi cho họ. Ở đó bà có quen một người bạn khác quê. Qua vài năm thì bà cũng nói được tiếng Mỹ ro ro. Nói được thôi chứ không có biết đọc biết viết. Bà có chút vốn, nghỉ làm ở chỗ đó. Còn cái cô kia thì vẫn còn làm. Có người thương bà mới mần mai cho bà ông Phủ là chồng bà sau này. Bà lấy chồng sanh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Chồng bà cũng giàu có, lương lãnh nuôi cả nhà phủ phi. Bà không làm gì, chỉ ở dậy trông con thôi. Dù có chồng khá giả, nhưng bà và cô Xuyến vẫn thường xuyên lui tới với nhau, tình bạn vẫn không có thay đổi. Một bữa có người bồng một thằng nhỏ lại cho bà, kèm theo một bức thư đề của Xuyến, cùng với một số tiền. Đây là một bức di thư. Trước khi qua đời, Xuyến đã gửi gắm lại đứa con lai Mỹ cho bà. Trong thư Xuyến nói, bác sĩ cho cô hay là cô bị bệnh máu không đông. Khi sanh con sợ ảnh hưởng tới tính mạng, cho nên Xuyến mới biên trước lá thư này. Lỡ nếu như cô không qua khỏi, thì mong bà cưu mang giùm thằng bé. Cô cũng không muốn cha nó biết nó tồn tại trên đời, vì sẽ làm gánh nặng cho anh. Anh đã có vợ con ở bên Mỹ rồi. Và Xuyến không qua được thiệt. Bà Chăm bàng hoàng, thương bạn quá đổi đi. Bà biết từ lâu Xuyến chỉ có một mình. Quê của cô cười chê cô làm việc ở sở Mỹ, coi thường cô. Cô cũng không còn cha mẹ người thân, nên Xuyến xem bà là người thân duy nhất. Nuôi thêm một đứa con thì cũng không có hề hấn gì với bà. Ông Phủ cũng đồng ý. Nhưng thằng hai, thằng ba, con tư với thằng năm thì lại không ưa thằng sáu ra mặt. Bởi vì thằng Sáu càng lớn thì càng giống người Mỹ, da trắng tóc vàng. Thấy ai cũng kỳ thị nó, nên bà Chăm càng thương nó hơn. Thằng Sáu lên 15 thì cha nó về tìm lại và nhìn nhận nó. Ông nói khi về nước
có hứa với Xuyến là sẽ trở lại tìm cô. Ông không biết là Xuyến có thai. Một ngày vô tình ông gặp lại người bạn cũ, mới hay tin Xuyến sinh con rồi mất. Đứa nhỏ được gửi cho bà chăm nuôi. Ông tha thiết muốn nhận lại giọt máu của mình để đưa về quê hương cho nó ăn học. Vợ chồng bà chăm hiểu cho hoàn cảnh của ông nên cũng đồng ý cho rước Sáu. Sáu không chịu đi, nhưng mấy đứa con của bà vốn đã không ưa nên ra sức đuổi xua. Chẳng qua là chúng nó ham số tiền mà cha Sáu gửi lại cho bà, coi như công 15 năm nuôi dưỡng Sáu. Cuối cùng thì Sáu đi. Sáu nói khi ra trường có việc làm, nhất định sẽ bảo lãnh cha má qua đó dưỡng già. Nhưng mà ông Phủ không chờ được tới ngày đó. Sáu về mấy lần, sửa nhà sửa cửa lại cho má, giúp đỡ anh chị em. Muốn bảo lãnh má đi theo, nhưng bà còn mộ mã của ông nên cứ hẹn lần hẹn lựa. Mấy đứa con đốc suối bà đi mãi mà bà đâu có chịu. Tụi nó nịnh bà lắm, vì bà có tiền và nhà cửa ngon lành. Lúc ấy bà chỉ thấy các con của mình ngoan, thương má một mình hiu quạnh nuôi con, nên giờ đây ai cũng có cơ ngơi riêng đàng hoàng. Bà cũng không có bận tâm việc từng đứa đã rù rì xin xỏ mình thứ này thứ kia, cho tới khi bà nhận ra bà chỉ còn đủ tiền để tự sinh hoạt. Nhưng bà không lo, hàng tháng Sáu đều gửi tiền về cho bà xài. Ngẫm lại bà thấy đứa con nuôi này hơn hẳn bốn đứa con ruột. Từ Mỹ mà hàng tuần đều gọi điện nói chuyện với bà mấy lần. Rồi khi có Zalo, Facebook thì rảnh lúc nào là gọi về để nhìn mặt má. Bà cũng muốn qua với nó lắm. Sáu nói nếu má không thích ở luôn bên này thì con về làm giấy cho má du lịch 6 tháng cũng được. Vậy là bà chịu đi, nhà cửa giao lại cho thằng Năm trông chừng. Qua bên đó, bà được cha của Sáu xem trọng lắm. Còn vợ chồng nó thì ôi thôi, cưng bà như cưng trứng. Vợ Sáu là người Mỹ nhưng phong cách cũng rất là Việt Nam. Bà cũng trò chuyện được với cả gia đình bằng tiếng Mỹ, nhưng khi chỉ có hai mẹ con thì họ nói với nhau bằng tiếng Việt. 6 tháng trôi qua rất nhanh. Tuy được Sáu ưu ái thương yêu, nhưng bà nhớ quê hương, nơi bà đã quen sống vui vẻ với làng xóm thân thiện. Bà hài lòng với đứa con tình nghĩa này lắm. Rảnh rang bà sẽ đi thăm nó nữa, nhưng nếu nói ở lại luôn thì không. Nghe nói người già ở bên Mỹ ít được con cái chăm sóc, chúng hay đưa cha má mình vô viện dưỡng lão rồi mất ở đó. Bà sợ cái cảnh một mình chết nơi xa lạ, trong khi mình có tới bốn đứa con ruột mà. Sáu mua vé máy bay cho bà về. Anh nói lẽ ra anh phải đưa má về tới tận nhà đàng hoàng, nhưng anh hết phép rồi. Bốn đứa con ra tới sân bay đón bà. Sáu có cho tiền bà, chia sẵn ra 5 phần. Bà giữ lại 1 phần, còn lại cho hết mấy đứa con. Sau này bà nhận thấy tụi nó rất ít về thăm bà, thỉnh thoảng điện về chỉ là để hỏi mượn tiền. Đứa nào cũng mượn vì cần vốn làm ăn này kia. Chúng còn xúi bà đi Mỹ chơi nữa đi, để khi về có tiền cho tụi nó. Hoặc là cứ mạnh dạn xin thằng Sáu cho các con làm vốn. Trời ơi, bà là mẹ mà, đâu thể thấy con giàu mà moi móc tiền của nó được. 6 tháng qua bà đã thấy vợ chồng nó nỗ lực kiếm tiền như thế nào. Chúng không nương nhờ người cha Mỹ của chúng. Kiến thức chúng tự học hỏi, nghề nghiệp do chúng tự tìm kiếm, tiền bạc chúng tích lũy. Thằng Sáu nhớ nghĩa dưỡng nuôi mà đã quá tốt với bà, xem bà như mẹ ruột để báo hiếu. Bà còn 4 đứa con mà sao cứ ngửa tay cầm tiền của nó về chia cho con mình được chứ. Rồi tới cả nhà thằng Hai dắt nhau về nhà bà trốn nợ. Nợ bao nhiêu thì bà không rõ, nhưng nó nói má bán nửa miếng đất là đủ cho con xoay sở rồi. Thương con, sợ nó mất danh dự, sợ bị chủ nợ truy sát, bà cũng bán nửa miếng đất rồi cầm số tiền lớn đưa cho nó. Vậy là vợ chồng nó cầm tiền phi về Sài Gòn. Sau này bà mới biết đó là kế hoạch của nó thôi, để chia của trước lấy phần lớn mà thôi. Rồi thì 3 đứa còn lại biết anh Hai mình chơi điểu nên ào dìa mà khóc lóc giận hờn. Bà bán nửa phần còn lại chia đều cho chúng coi như xong. Bà chỉ cần cái nhà để ở thôi. Tiền thì hàng tháng có 6 chu cấp. Nó gửi 1 tháng bà xài cả mấy tháng,
mà tháng nào nó cũng gửi. Từ đó thì chớ hề có đứa nào về thăm nữa. Thằng hai nói chuyện làm ăn ngày một lớn nên bận biểu suốt. Vợ nó thì than phải chăm con, phải theo dõi sự học của con nên không có thời gian về. Thằng ba con Tư với thằng năm cũng vậy. Thỉnh thoảng bà cũng có tới nhà từng đứa để coi tụi nó sống ra sao. Nhưng đứa nào cũng diện có công chuyện bận rộn, không có thời gian chơi và chăm sóc má. Thôi thì bà về nhà mình ở cho yên thân. Bà đâu có biết thằng Út Năm nó thầu đề. Cho tới khi nó bị sập thầu, về trốn trong nhà bà, mặt mày như đưa đám. Nó năn nỉ bà có bao nhiêu tiền tiết kiệm, đưa cho nó trả nợ, không thôi nó chỉ có nước tự tử. Bà tính gọi điện cầu viện sáu, thì mới hay tin là nó bị tai nạn, chết cách đó mấy ngày, thi thể vừa quả thiêu xong. Vợ con nó còn đang rối rắm, chưa kịp báo tin về cho bà. Bà đau lòng không thể tả. Bà thấy mình như bị cắt mất một khúc ruột rồi. Tuy bà không sinh ra thằng Sáu, nhưng nó vẫn là con của bà. Nó ở xa nhất, nhưng có hiếu với bà nhiều nhất. Nó luôn muốn bà sống vui vẻ đủ đầy. Bất cứ lời nào bà nói ra, nó cũng đều ghi tạc trong bụng để thực hiện. Có nó, bốn đứa bên này mới có cuộc sống tốt. Thật ra, con do bà sinh ra không có đứa nào có tài, bà biết chứ. Chúng như những nhánh cây mọc ra từ thân cổ thụ, hút nhựa cây mà sống. Bản thân nếu bị tách khỏi mình mẹ thì không thể tự ra rễ mà đâm chồi nảy lọc được. Ngày tháng của bà còn rất ít. Bà chỉ muốn nhìn các con sống thoải mái, không phải nợ nần ai. Chứ bộ bà điên hay sao mà bao nhiêu tiền của đưa hết cho chúng nó, rồi về già lấy cái gì mà sống. Chúng có thương mà chăm lo cho bà đâu. Sự thật bà thấy hiển hiện ra đó mà. Thằng Năm cứ theo trù bà bán nhà cho nó trả nợ, rồi về ở với nó. Nhưng người ta thường nói, nhà của cha mẹ là nhà con, nhưng nhà con không phải nhà cha mẹ. Bà kêu nó bán nhà của nó đi, rồi về ở với bà. Thà nó ở với bà, chứ bà không ở với nó, hai việc đó là khác nhau. Thằng Năm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đồng ý. Vậy là vợ chồng với hai đứa con về nhà bà. Mới đầu con dâu còn ngán má chồng, sao nó coi bà như ăn gửi nằm nhờ nhà nó vậy. Đêm đó bà nằm mơ thấy Sáu. Nó ngồi bên cạnh bà, mân mê bàn tay gầy guộc của mẹ, nước mắt chảy ròng ròng. Nói má ơi, con nhớ má lắm, nhưng má hãy quên con đi. Má đừng buồn nữa. Con đi trước xuống dưới sẽ tạo cơ ngơi đàng hoàng, để khi má trăm tuổi con trước má về ở với con. Kiếp sau mình vẫn là người nhà nghe má. Con biết thời gian sau này má sẽ rất buồn tuổi, nhưng má hãy cố lên, chuyện gì cũng giải quyết được hết. Má đừng giận ai, cũng đừng tin ai, hãy tin một mình thôi nghe má. Thức dậy, bà lại cứ suy nghĩ và nhớ nó hoài. Rồi bà bị bệnh, bệnh thập tử nhất sinh. Thằng Năm đưa bà vô bệnh viện. Thời gian đó một tay nó lo lắng săn sóc cho bà. Thế nhưng sau đó mới vỡ lẽ ra rằng, trong các giấy tờ nó đưa cho bà ký, nó kêu là làm hồ sơ bệnh án, có cả giấy ủy quyền cho nó toàn quyền mua bán sang nhượng căn nhà của bà. Bà khỏe lại, nó nói chở bà đi hốt thuốc nam uống cho mau bình phục. Nào ngờ nó chở bà tuốt về miệt này, lưu bà lại trong căn nhà mà nó thuê, như một cái cách giam lỏng bà ở đây, để nó trót lọt mua bán căn nhà. Thằng này quả không còn tính người rồi. Nó tham lam không nghĩ gì đến tình thân máu mủ, dám đối xử với mẹ mình như vậy thì trời nào đất nào mà dung tha. Còn ba đứa kia nữa, má mình bỏ đi đâu mấy tháng trời mà chớ đứa nào đi kiếm tìm. Thật ra đâu phải bà không biết cách thoát thân. Nói nào ngay ở đây, bà cũng đâu có bị trói gông xiềng xích gì. Bà vẫn đi lại tự do, cơm nước có người lo sẵn. Bà chỉ cần lên công an trình bày nội tình, họ sẽ có cách đòi lại công bằng cho bà thôi. Nhưng nói gì thì nói, bà vẫn là một người mẹ. Tấm lòng của một người mẹ chưa cho phép bà phải đi đến bước đường như thế. Nhưng rồi thời gian trôi đi, bà chờ.
Và càng chờ thì sự kiên nhẫn của bà càng cạn kiệt. Thằng Năm vẫn không biết quay đầu hối lỗi. Bà chán ngán quá rồi, bà không còn thiết tha sống làm gì nữa. Nhưng nếu phải chết, bà cũng không để cho nó yên. Cái chết của bà nhất định phải bắt nó chịu trách nhiệm. Bà viết tâm thư gửi cho ba đứa con còn lại, kể cho chúng những gì thằng Năm làm với bà. Nếu một mai bà có bề gì thì là do chính nó đã hại bà. Bà biết ba đứa kia cũng sẽ không vì cái chết của mẹ mà thương tiếc mấy đâu. Cái chúng tiếc là căn nhà giá trị mấy chục tỷ của bà. Chúng sẽ không để yên cho thằng Năm nuốt trọn. Được rồi, hỡi lũ con bất nghị, để chúng bay nồi da sáo thịt cũng không phải là lỗi của mẹ. Vậy là lần này nó xuống thăm bà, bà đã ra ngoài phục kích sẵn nơi đây. Bà lao vô xe của nó mà chết đi. Dì cạn tính quá rồi, sao lại chọn cái chết như vậy chứ? Dù cho nó có muốn bán cái nhà đó đi thì dì cũng buộc nó phải chia ra 5 phần, dì lấy 1 phần rồi tự mình đi chỗ khác mua nhà sống. Hoặc trước khi đi ghét quá làm giấy tự con hắt mẹ đi. Có con như vậy cũng như không mà. Tội gì mình phải chết lãng nhách vậy chứ. Ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, vì dạy không dạy ra được con ngoan thì cũng là phần lỗi của dì. Rồi bây giờ phải làm ma giấc dưỡng không có nhà cửa. Chắc vì cái thằng quỷ sống đó đưa dì về làm ma chay. Nó kêu lên như vậy để người ta biết nó là con của dì. Chuyện riêng của hai mẹ con người ta cũng ngại mà xen vô, rồi cũng có làm khó nó làm chi nữa. Rồi nó là danh phận con ruột, nó cũng dễ dàng dàn xếp cái vụ việc. Dì chết quan uổng lãng nhách vậy luôn đó. Bà Chăm bưng mặt khóc trưng trức. Cụ tội nghiệp vuốt tai bà. Rồi bây giờ tính sao? Muốn trả thù không? Nhưng mẹ nào mà ghi hận con dì Chăm mà. Nhưng mà để nó sống ung dung như vậy sao chị? Bà Chăm miếu máu nói. Nó tức trào đờm chứ ung dung gì. Để rồi coi, ba đứa kia mà không thấy gì, rồi sẽ buộc nó chia tài sản thôi. Chừng đó nó ân hận cũng muộn. Cái cảnh nồi da sáo thịt thì không thể tránh được nữa. Thôi cứ nghỉ ngơi đi, để vài bữa tôi nghĩ cách cho dì trừng trị cái thằng chó chết đó. Nhìn bà Chăm mà cụ Tốn chạnh lòng. Hai người có hai lối sống khác nhau. Cụ có những ngày tháng đau khổ tưởng như không gắng gượng nổi chứ. Nhưng cụ hơn bà Chăm ở chỗ là cụ biết buông bỏ, biết đặt những bất hạnh của mình xuống, dũng cảm đứng dậy đối đầu với tương lai. Khi cụ ông mất đi, cụ mới có 58 tuổi. 50 năm không có chồng bên cạnh chia ngọt sẻ bùi. Bao nhiêu lần nhìn con cái ra đi trong vòng tay của mình. Đứa chết trẻ, đứa chết già. Nếu cụ cứ vì nhớ thương tiếc nuối mà đau khổ hoài thì sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu. Cụ đã tự mình tìm niềm vui, cố tạo ra vẻ vô tư vô tâm để cho chúng yên lòng. Rồi cụ vui chung niềm vui, buồn chung nỗi buồn của chúng. Nhưng vui thì lộ ra, buồn thì giấu kín đi. Cụ muốn con cháu của mình an tâm về mình. Vậy mà chỉ mấy câu nói của hai đứa cháu dâu đã khiến cho cụ bị tổn thương muốn buông bỏ. Vậy tức là chấp niệm của cụ vẫn còn. Cụ hiểu vì sao bà Chăm căm giận con cái mình như vậy. Nhưng người làm mẹ mà, sao lại để hận thù che lấp đi lý trí, bọc đen cái tình cảm thiêng liêng khó tìm thấy trong đời như vậy chứ. Không ngần ngại nữa, cụ nói thẳng với ba Lục là bên cạnh mình đang có hồn ma của bà già bị đụng xe hôm nọ. Cho cụ kể cho con trai nghe tất cả những lời bà Chăm đã kể với mình. Ba Lục trầm ngâm lâu lắm mới nhẹ giọng nói. Chắc là thâm tâm của chị ấy cũng không muốn nhìn con mình nồi da sáu thịt đâu. Nhưng nhất thời quá nóng giận
nên mới nói vậy. Nhưng mà nếu dì ấy muốn cái chết của mình được bày ra ánh sáng, cho ba người con kia biết, và để cho thằng Năm nó soi lại lỗi lầm của mình, thì con nghĩ có cách này nè má, mà má phải giúp dì mới được ạ. Bà Chăm ở kế bên nghe hết, gật đầu với cụ. Nói giờ dì cho số điện thoại của bốn người con đi, rồi cái má giả làm giọng dì, kể cho ba người đó nghe đầu đuôi. Còn riêng thằng Năm á, thì điện nhắc nó. Nhắc cái kiểu gì thì do dì tự nghĩ ra rồi nói với má. Con bảo đảm là nó sợ đái trong quần, mất ăn mất ngủ, ám ảnh hoài cho tới khi nó tự thú luôn đó. Rồi nó sẽ trở lại hiện trường đó mà trước dòng của dì về thờ. Cách đó là thượng sách rồi đó má. Dì nghe rồi đó. Nghĩ làm sao? Tại vì giàu quá, giàu nứt trứng luôn, cho nên con nó mới sanh ra cái tánh tham. Nhưng có duyên mới làm mẹ con mà dì. Đâu phải một sớm một chiều, mà nó là một đời một kiếp. Với lại kiếp này á, biết có kiếp sau không? Nếu có, cũng chắc dì đã là mẹ con với nhau nữa. Bà Chăm cúi mặt không nói gì. Tới khi ba Lục về rồi, cụ mới nói riêng với bà. Hồi nãy tôi ừa cho con tôi nó yên tâm, chứ cái phương án nó đưa ra đó, mình phải sửa lại một chút. Ma mà nói chuyện điện thoại gì phải không? Để tôi nói với ba đứa kia là dì bị thằng Năm nó đụng chết rồi, rồi cho cái địa chỉ hiện trường đó tụi nó tới. Nó hỏi thăm chủ quán phở là ra chứ gì. Tụi nó sẽ rước vong của dì về thờ cúng. Riêng cái thằng Năm mình mới nhát nó, cho nó quảng kinh, rồi tự kỷ ám thị mà khai thiệt ra hết. Cái vụ này để tôi. Bà Chăm rất buồn. Tuy nói cứng như vậy thôi, nhưng người mẹ nào mà chẳng thương con. Bà đã cho chúng tất cả rồi, chỉ còn có cái nhà đó để che nắng che mưa mà nó cũng muốn tước đoạt. Bà giận là giận nó lưu bà đi để thực hiện ý đồ. Giận là giận đụng chết bà rồi mà không rơi một giọt nước mắt. 3 ngày sau, ba Lục đưa điện thoại để cho cụ gọi thông báo cho ba người con lớn của bà Chăm biết rằng bà đã chết ở mỏ cày Bến Tre. Rõ ràng thằng Năm không có làm đám ma cho bà y như phỏng đoán, cũng không có báo tin tức gì cho anh chị của nó. Tức thì bà Chăm nhờ cụ điện cho thằng Năm. Bên kia vừa alo thì bà Chăm đã rít lên. Bà cố làm như vậy để cụ nhìn theo đó mà làm theo. Thật khốn kiếp, mày cán chết tao, rồi cái xác tao mày đem đi đâu rồi? Ngờ đâu cụ chưa có kịp nói lại thì bên kia tiếng của thằng Năm rung lên. Ma đang ở đâu vậy má? Nghĩa là nó nghe được tiếng của hồn ma bà Chăm. Cụ nhìn thấy mắt bà rung lên, hai bàn tay giơ lại thành hai nắm đấm, giọng nói rít qua kẽ răng. Tao đang ở tại cái nơi mà mày đụng tao đó. Mày bỏ mặt tao ở đó mà. Công tao sinh đẻ dưỡng nuôi mày, mà sao mày lại nhẫn tâm như vậy? Trả mạng lại cho tao. Má ơi, con biết sai rồi. Do con vợ con nó làm nợ làm nần, nên con đành phải bí đường mà qua mặt má như vậy. Không có đổ thừa ai hết, bởi vì mày và nó đã tận số rồi. Các con của mày vì cha má nó khốn kiếp như vậy mà cũng sẽ bị giả lấy. Trời không cứu nổi bay phen này nữa đâu. Có tiếng điện thoại rơi xuống đất, rồi có giọng người phụ nữ cất lên. Ông nói chuyện với ai vậy? Má, là má đó. Má cái gì? Ông bị khùng rồi hả? Bà chết ngắt rồi. Chính tay tôi với ông đưa đi thiêu mà. Bộ bà thành ma rồi hả? Ma mà nói chuyện điện thoại được, mắc cười quá. Không biết bên kia xảy ra chuyện gì nữa, cụ tắt điện thoại, sợ bà Chăm càng nghe càng đau lòng.
Điện thoại vừa tắt thì lại reo lên. Tiếng con trai lớn của bà Chăm khẩn trương. Dì ơi, ngày mai khoảng 8 giờ sáng anh em con sẽ tới. Muốn gặp dì có được không? Được. Hồn của má con ở bên cạnh dì. Dì sẽ để các con nói chuyện với má mình. Cụ cúp máy. Bà Chăm khoát tay lia lịa. Tụi không có nói chuyện với tụi nó đâu chị. Đám con bất hiếu đó, tôi không muốn nhìn mặt. Thôi, buông bỏ mà siêu thoát đầu thai kiếp khác đi dì. Chấp niệm làm cái gì, chỉ lướng cướng trong lòng mình, khiến cho mình thêm đau khổ mà thôi. Chết là đã trả xong cái nợ đời rồi, đừng có lưu luyến nữa. Mà ở hoàn cảnh của dì đó, thì còn chi đâu nữa mà lưu luyến. Nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi tính. Tôi mà chết tôi cũng muốn siêu thoát à, không có muốn vướng bận hồng trần chi nữa đâu. Mình sống từng tuổi này rồi, cay đắng ngọt bùi trải qua quá đủ rồi. Sáng bữa sau, cụ kêu ba Lục chở mình ra quán phở ở bờ kè ăn, để chờ ba đứa con của bà Chăm. Đúng giờ, chiếc xe hơi đổ xịt trước quán. Cụ ngồi yên đưa tay ngoắt họ. Họ ngồi đối diện với cụ, cũng kêu ba tô phở, rồi trả luôn tiền cho má con cụ. Trong thời gian chờ đợi, cụ nói với chủ quán: ba người này á là con của cái người bị đụng xe bữa trước. Dì vui lòng tường thuật lại cho họ nghe cái vụ tai nạn đó giùm bà với. Vậy là chủ quán kể danh sách từng chi tiết cho họ nghe. Người phụ nữ chắc là thứ tư, mặt ửng đỏ lên vì giận. Cô ta nghiến răng ken két: trời ơi, cái thằng chó mà. Rồi nó chở xác má đi đâu? Không cho tụi con biết má mất đi mà làm đám tang nữa. Bà Chăm trề môi: tổ chức đám tang để tụi nó chia tiền phúng điếu chứ đâu. Cụ hừ khẽ: thôi, lại suy nghĩ lệch lạc nữa rồi. Rồi cụ mới trịnh trọng nói với họ: tôi biết nhiều về gia đình của ba người lắm. Má cô cậu kể hết cho tôi nghe rồi. Các người thiệt nhẫn tâm với má mình đó. Bả một đời lo lắng cho các người, cuối đời thì bị mấy người giết sạch, không chừa cho một con đường sống. Các người còn không bằng một đứa con nuôi mà. Bây giờ bả không còn nữa, oán hận cũng tiêu tan. Chỉ mong các người nên làm những gì cần làm sau cuối, để cho bà được yên lòng. Bà đã vì con thì con cũng nên vì má mình mà làm sao coi cho được. Không phải làm cho người khác nhìn vô khen chê, mà nên làm bằng cái tâm, để người đi hay kẻ ở đều sẽ thanh thản được. Tôi nè, tôi 108 tuổi rồi, sống tới bây giờ chưa từng có đứa con nào dám làm tôi phật ý hết. Tôi chỉ chứng kiến tụi nó rời khỏi thế gian mà về bên kia. Tuổi già tôi bình yên hạnh phúc. Còn dì Chăm thì sao? Các người nhìn lại xem. Tới cuối đời phải chết trong nỗi căm hờn oán trách đó. Cụ quay sang bà Chăm: chị có muốn nói cái gì với chúng không? Bà Chăm lắc đầu. Nhưng vừa sau cái lắc đầu lại chợt nói: chị nói với tụi nó, tôi tha thứ cho chúng rồi. Chuyện sau này chúng muốn làm gì thì làm, tôi không biết tới nữa. Cụ nói lại với ba người kia. Ba người khóc mùi mẫn một hồi mới bàn tính với nhau, đem hết mọi chuyện trình báo lên công an để làm rõ tường tận mọi việc. Sau đó thì lập bàn cúng để thỉnh dòng má mình về lại căn nhà của má. Con hứa với dì, với má, con sẽ nhờ pháp luật làm rõ mọi việc. Ai tội nào thì chịu đúng trách nhiệm đó. Má còn có ý cho nó đụng trúng cũng là má con không đúng.
Nhưng nếu như nó lỡ làm chết má rồi thì cũng nên đưa về nhà cho anh chị em con tổ chức ma chay đám tang, trả hiếu cho má con lần cuối. Tụi con làm tổn thương má nhiều rồi. Thằng đó không có lương tâm, không có tính người, nó phải nhận quả báo thôi. Má cô cậu có nói với tôi là từng gửi thư cho cô cậu mà. Sao cô cậu không đi tìm má mình vậy? Dạ, tụi con đâu có nhận thư từ gì đâu vậy. Cậu quay sang bà Châm, bà cũng lắc đầu không hiểu. Trước khi rời đi, bà Châm nắm tay cụ, trìu mến nói: Gặp được chị cũng là một cái phước phận của tôi. Cảm ơn chị về tất cả mọi chuyện. Nhờ chị mà tôi cũng được đã thông rồi. Mong rằng chị luôn được sống bình yên vui vẻ như hiện tại, để ngày về sum họp với anh cũng nhẹ nhàng mà thanh thản. Họ chia tay nhau. Một tình bạn giữa người với ma đã từng được hình thành như thế đó. Cụ thương bà Châm, không biết sau khi giải tỏa được nỗi oán hận thì bà sẽ đi về đâu. Con người chưa ai có thể thuật lại sau khi mình chết đã làm những gì. Nhưng nếu cụ ở trong hoàn cảnh của bà Châm, cụ sẽ như thế nào? Không biết, nhưng chắc chắn cụ sẽ không tiêu cực như bà. Cùng lắm cụ bán nhà chia điều cho chúng, xong giữ lại cho mình một phần, về quê mua một chỗ mà sống với chòm xóm, sống vui vẻ, sống có tình có nghĩa, thì sẽ có người thân vậy thôi. Hơi đâu mà mang mẫn trong lòng cho nặng nề đau khổ chứ. Nhìn bà Châm làm lũi bước theo mấy đứa con, cụ chợt thấy chạnh lòng. Có thể bà Châm khác cụ. Bà được nuông chiều trong vòng tay bảo bọc của chồng. Tuổi trẻ không có gì để muộn phiền, các con chưa bộc lộ ra lòng tham. Chồng chết, có đứa con lai một lòng báo hiếu. Lăng kính cuộc sống của bà Châm toàn là màu hồng, nên đến khi va chạm thực tế khốc liệt thì không còn khả năng chống trả. Âu cũng là định mệnh của con người mà thôi. Đám nhỏ líu ríu giận hờn: Cô, mấy bữa nay cô trốn tụi con hả? Ban đêm mà khóa cửa kêu không mở gì hết trội à. Giận cố luôn á. Đâu có, cô phải ráng nhớ lại chuyện xưa để mà kể cho mấy đứa nghe đó chứ. Giờ cố nhớ ra chưa? Chút đỉnh rồi. Nghỉ một bữa đi, tối mời kể cho nghe nha. Tối mời là thứ bảy rồi đó. Đám nhóc vỗ tay hoan hô rần trời. Tối nay chắc cụ phải thức khuya coi lại bộ phim để có cái mà kể quá. Mà thấy mộ không? Cái thằng nhân vật chính cụ đặt tên gì cụ quên mất tiêu rồi cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làm bạn với ma, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.